Lấy gì coi. Cái nón hả? Lấy cái nón trọng đội. Đâu có đâu. Đâu á. Rồi chơi. À trời ơi, bạn già. Sao có nói là có anh mà anh cũng không thính hả? Bạn già của anh gọi cho em. Người ta nói là có anh tham gia, em mới tham gia, không mà anh chốt hả? Chào tất cả mọi người, mình là Xuân Phạm. Mình là Tiến Luật, nghề nghiệp nội trợ nha. Ủa là nội trợ hả anh? Vì sao thế này? Nội trợ mới ở nhà nghe bài hát nhiều chứ em. Mình chấp nhận thử thách 100 bài hát. Vô. Một vòng trái đất, anh ngồi đây, em ngồi đây. Mừng rượu tỏ tình, mừng rượu tỏ tình, mừng rượu tỏ tình. Anh đấy thì sao nào? À, phải theo là anh ơi ở lại. Anh ơi em ở lại với anh. Bối rối của Đông Nhi nè. À, bối rối của Đông Nhi. À, sao anh mới ban chịu? Ủa không phải, bối rối. Phải, cái đó không phải bối rối không? Bối nội. Bối rối là của Huy hát chung phải không ta? Ừ. Này người yêu hơi, xin người đừng nói ra. Đúng rồi. À đúng rồi phải không? À, là do em xui thôi. Soha là Sophie, Soha. À Sophia hả? À, không biết. Qua. Wow. Qua. Wow. Dầm trong tim. Nhớ như dầm trong tim. Ồ, vậy là được rồi ha. Đúng rồi. Anh là ngoại lệ của em. Phương Ly. Lâu quá. Sau lưng anh có ai kìa? Sau lưng anh có ai kìa? Có được tới đâu vậy? Được. Thử thách cái này là... hát bolero bất kỳ kìa. Bài của anh chị em máu bà. Gọi là con gái luôn đi. À, phần là con gái chưa một lần yêu ai. Rồi. Nâng chén đi sạch. Nâng chén tiêu sâu. Ô ô ô ô. Đúng không? Được không? Bần chăng khóc. À bần chăng khóc. Đã không còn người yêu ơi. Còn bóng khuyết. Còn bóng khuyết. Đã khuya rồi vẫn ngồi đến sao. Sương rơi lạnh xuống đôi bờ vai. Chỉ là không cùng nhau. Nhạc yêu lắm. Bài này quen lắm. Đời tình yêu bắt đầu. Tắt bên nhau đã bao lâu rồi. Được như thói quen. Trời. À, trời dường như bị rối luôn á. Đôi mắt. Đôi mắt dịu dàng nồng ấm giờ này đã xa rồi. Thôi bài này không biết ngày rồi. Chưa trong bão. Em đi qua về thung lũng và bóng đêm khi bàn chân. Rồi. Bé ơi từ từ kìa. Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác của Lâm. Bé ơi từ từ là của Brand. Bữa anh có hát bài này mà chứ quên ta. Trời ơi, cái gì vậy? Ủa có duyên phận lại nữa kìa. Phần là con gái chưa một lần yêu ai. Bé ơi từ từ, cái gì tắt đèn đi đó. Nước hoa kìa, sao người ta mới hit đó, hát liền. Mùi nước hoa. Em xinh em đẹp lung linh. Rồi. Nàng thơ kìa, hát liền. Nàng thơ. Anh không là nàng thơ. Không, anh không làm thơ được. Anh không còn làm thơ. Em cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Vùng lá me bay nhớ kỷ niệm xưa vẫn rồi gì đó. Bật tình yêu lên. Bật tình yêu lên là cái gì? Dì Bin ơi, anh nhắc giùm em coi. Bật tình yêu lên của Tăng Di Tật. Ủa? Cái bài này trời ơi, mày hit của người ta. Không, mà đã bài yêu chưa từng lầu. Bật tình yêu lên, hôm qua anh không thể cùng nhau kìa. Vì sao anh không thể cùng nhau xuất kiếp của bé Hòa Minh Di. Trời ơi, bây giờ Dì Bin hỏi gấp quá không nhớ luôn trời. Chết rồi. Yêu anh đi mẹ bác. Yêu anh đi mẹ anh bán bánh mì. Đúng rồi. Con bà bán bánh mì. Rồi, anh chưa? Okay. Vũ trụ có anh, bài này. Chân ái. Vũ trụ có anh là của Phương Mỹ Chi. Cái bài à. Vũ trụ của anh á. Trời, à, thua luôn. Mấy đứa đi đứng quen. Chân ái, Orange với lại Khói. Chân ái. Trời ơi. Đúng rồi. Anh thương em rồi qua. Người hãy quên em đi. Người hãy quên em đi. Rồi được rồi, đừng hát nhiều quá đi em ơi. Sao biết thì phòng anh.
Từ lúc quen nhau chưa nói một lời nào. Hai cộng một bằng không là cái bài hồi xưa đó nhớ không? Bài gì vậy? Một cộng một bằng hai. Hai cộng hai là bài thân đích. 2.5 triệu kìa anh, máu lên. Phương Ngọc Lan. Có phố nơi anh hẹn. 2.5 triệu của Đen Bâu. Ê, xung quanh anh còn là nước, đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, ê, xung quanh anh còn là nước. Anh chưa thương em đến vậy đâu. Anh chưa thương em, anh chưa thương em, anh chưa thương em đến vậy đâu. Rồi đi anh, mau lên. Tôi mua băng giá. Rematic Dynamic của PST không biết. Trời chỉ ta... là cơn mưa băng giá. Năm qua đã làm gì? Năm qua tôi đã làm gì? Cho người yêu thương tôi. Cô bé mùa đông. Tự nhiên quên ngang vậy, cô bé mùa đông. Cô bé mùa đông. Từng cơn gió khẽ rơi lại với vô tình. Khẽ vô tình. Chỉ là cần xe đạp. Tóc em buồn dài. Ta đang ngủ. Ước gì anh rơi giờ này. Hit me up. Không phải cái bài hit me up này tôi nhớ thầy cô học trò tôi. Gì sofa gì bếp chói em bằng. Cái đó là bài khác rồi. Không phải. Thôi thì từ giáp đi các bạn ơi. Anh chỉ là cố chấp hả? Vô lấy nhau chứ bao giờ gặp gỡ. Đúng chưa? Và trong chiếc gương trên bàn. Anh đang ở đâu? Trước gương sofa. Sofa. Cặp đôi yêu thương thì cái bài gì lạ. Công chúa bong bóng kìa. Anh Chu Bin ơi. Cái gì vậy anh ơi? Cô đâu cắt được chưa? Bảo Thi. Công chúa bong bóng. Ngày xưa rất xưa ấy có một nàng công chúa. Rockstar gọi Lisa kìa anh, mau lên. Rockstar cũng mấy bài này nè, mới bài này của anh nữa nè. Dẫu có một ngày chứ mai phản chứ ta có vội vàng ta có muôn mà yeah. Rồi anh và anh muốn hát lên cho thỏa nỗi nhớ. Người la ơi xin hãy cho mượn bờ vai rồi đi đi hey, đi thủy màu. Thủy màu á. Thủy màu đường vào tiếng em môi băng giá. Tình em để dưỡng kìa, bài này cho anh biết. Tình anh giống như đại dương. Tình em lớn như đại dương, nồng ấm hiền hòa bao dung. Dạ. Nồng ấm hiền hòa bao dung. Nè thời anh nói nè, mùa đông không lạnh. Mùa đông không lạnh. Mắt nai ơi xin đừng đi. Mùa đông không lạnh, mùa đông không lạnh. Mùa đông không lạnh, Akira Phan. Giờ thèm kể phim em một chút thôi. Tôi quen lắm. Hầu quá, không nhớ. Lâu quá. Học chữ đi một chữ. Cái gì vậy? Chị khẽ, chậm khẽ. Cuối năm qua nhà em à, tía em làm sao? Tự nhiên bài này tức quá. Cả một trời thương nhớ. Cả một trời thương nhớ, một trời bỡ vơ, một trời ngây thơ. Haru cũng nhớ nữa. Haru của bầm. Bài đó mà tôi quên là vợ tôi giận tôi luôn á. Như mình lỡ, hết giờ chưa? Anh được bao nhiêu bài vậy? Mình quá nhiều rồi. 79 bài đúng không? Thấy hai anh em tôi hồi nãy giờ chắc cũng gần đấy. Ôi, có gì đâu. Dưới trung bình. Vấn đề là tụi mình hát quá là dài và tụi mình có tâm với nghệ sĩ nữa anh. Chứ không phải là tụi mình hát có một chữ rồi mình đi về. Đúng rồi, tôi không thích hát một chữ, tôi hát có một câu. Không hát một chữ nữa. Chúng tôi biết tôn trọng những anh em nghệ sĩ khác, cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người nha. Lần sau thì hãy cho tôi khoảng... tôi muốn thử thách là tên của một bộ phim, sau đó là hai người sẽ đóng phim chung với nhau luôn. Rồi nha. Ok đó. Nhất là 1.5 tiếng á. Why Call Me by Fire, Suri đồng hành cùng chương trình. Anh trai vượt ngàn trong gai, 20:30 trên YouTube Giang Quanh Entertainment thứ tư hàng tuần từ ngày 3/7/2024. Anh trai vượt ngàn trong gai, 20 giờ trên kênh VTV3, 20:30 trên hệ thống YouTube Giang Quanh thứ bảy hàng tuần.